Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công, động thổ 3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với diện tích gần 30 hectare. Dự lễ khởi công, động thổ có ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương. Dự án cụm công nghiệp làng nghề Thanh Thủy giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thăng Long Việt Nam làm chủ đầu tư có diện tích quy hoạch khoảng 7,7 ha đã thu hút được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp sạch và trong đó Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Bảo Minh đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản với hệ thống sấy lúa, kho lưu trữ, sản xuất tập trung, bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch cho vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai Tây Bắc. Đồng thời cũng tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất cơ kim khí, các nghề sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của thành phố Hà Nội. Dự án cụm công nghiệp Hồng Dương có diện tích khoảng 11,4 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp này ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp tiên tiến, hiện đại, áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ trong quá trình xây dựng theo hướng phát triển bền vững. Cụm công nghiệp Phương Trung do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt làm chủ đầu tư có quy mô 9,55 ha, sau khi đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 50 đến 80 doanh nghiệp vào sản xuất để giảm ô nhiễm môi trường trong làng nghề, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết, việc giải phóng mặt bằng kịp thời 3 cụm công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, qua đó góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, đóng góp vào phát triển kinh tế của thủ đô.